Chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong video mới nhất của mình. Các bạn thân mến, như các bạn cũng đã biết, Tiết Thực Lập thành tích mừng Đảng Quang Vinh, mừng Xuân Quý Mão, mừng thành công của Đại hội đại biểu Toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 12, nhiệm kỳ 2022-2027. Trường Trung học Phổ thông Vị Thanh xây dựng kế hoạch tổ chức Hội Xuân năm 2023, chủ đề mừng Đảng Quang Vinh, mừng Xuân Quý Mão, mừng thành công Đại hội đại biểu Toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 12, nhiệm kỳ 2022-2027. Thông qua các hoạt động của Hội Xuân sẽ giúp học sinh hiểu thêm về ý nghĩa ngày Tết cổ truyền, các hoạt động văn hóa truyền thống của dân tộc, các trò chơi dân gian trong ngày Tết. Ngày hội là hoạt động ngoại khóa, giúp học sinh có những trải nghiệm thực tiễn, hữu ích sau những giờ học tập, từ đó góp phần hình thành những kỹ năng cơ bản và phát triển năng khiếu ở các em như kỹ năng hợp tác, làm việc tập thể, kỹ năng tổ chức, tạo ra một sân chơi lành mạnh, lý thú cho các em học sinh và tạo không khí sôi nổi cho các em trước khi tạm biệt mái trường, trở về gia đình đón chào mùa xuân mới. Yêu cầu giáo viên chủ nhiệm các lớp triển khai kế hoạch cụ thể đến tất cả học sinh của lớp chủ nhiệm, phân công học sinh tham gia tích cực, đầy đủ các hoạt động, đảm bảo đủ số lượng thành viên, sinh hoạt văn hóa lành mạnh, tuyệt đối tuân thủ nội quy, hướng dẫn của ban tổ chức, đảm bảo hội xuân diễn ra vui tươi, an toàn, tiết kiệm, quản lý chặt chẽ học sinh trong suốt quá trình diễn ra ngày hội. Thời gian thực hiện, ngày 17 tháng 1 năm 2023 nhằm ngày 26 tháng Chạp năm Nhâm Dần, tại trường Trung học Phổ thông Vị Thanh, gồm một số trò chơi cụ thể như sau. 1. Trò chơi kéo co. 2. Mỗi lớp cử một đội gồm 4 học sinh 5 nam và 5 nữ thi đấu với các loại vũ khí. Thứ hai, trò nhảy bao bố. Mỗi lớp cử một đội gồm 10 học sinh 5 nam và 5 nữ thi đấu tiếp sức 5 nữ xen kẽ nhau. Mỗi lượt có 4 đội tự chọn ra đội về nhất mỗi lượt vào vòng tiếp theo lượt thi bốc thăm ngẫu nhiên. Chúng ta chọn 4 đội, trong 4 đội chọn ra 2 đội.
để chúng ta thi đấu. Các đội chuẩn bị bắt đầu. Và bây giờ là ba đội bằng nhau. Ở số 1 đang có lợi thế hơn. Khi nghĩ nó hoàn thành ở đội chung thứ 2. Lượt thứ tư của Nam ở đâu số 1 đã xuất phát. Lượt thứ tư của Nam ở đây cũng xuất phát, là số 3 cũng bắt đầu xuất phát. Thứ tư cũng đã xuất phát. Nữ bắt đầu trở lại ở lượt thứ tư của nữ ở số 1. Lượt nữ thứ tư của ô số 2. Lượt nữ thứ tư của ô số 3. Và lượt nữ thứ tư của ô số 1. Ô số 1 đã thực hiện ở vị trí Nam. Ô số 1 đã là số 5. Ô số 2 đã nữ vào số 5. Ô số 3 thứ ba, trò di chuyển trên thảm thần kỳ. Mỗi lớp cử một đội gồm 8 học sinh, 4 nam, 4 nữ, chia thành 2 nhóm, một nhóm nam và một nhóm nữ. Mỗi nhóm có một lượt di chuyển trên đường đua bằng 2 tấm thảm, đảm bảo điều kiện cả 4 thành viên không rơi ra khỏi 2 tấm thảm. Có một thành viên rơi ra ngoài thảm sẽ bị loại khỏi trò chơi. Đội nào hoàn thành đường đua sớm nhất sẽ đi vào vòng sau. Trò ai chuyển tranh nhanh nhất. Mỗi lớp cử một đội gồm 10 học sinh, 5 nam và 5 nữ. Lớp tự chuẩn bị 9 cái muỗng để tham gia thi đấu. 9 thành viên xếp thành một hàng dọc nam nữ đứng xen kẽ nhau trên đường đua do ban tổ chức chuẩn bị. Nhiệm vụ của đội là dùng muỗng không dùng chân, tay di chuyển 2 quả chanh từ vạch xuất phát đến đích, đảm bảo chanh không rơi xuống sân. Trong quá trình thi đấu, nếu chanh bị rơi xuống sân, thành viên thứ 10 có nhiệm vụ nhặt chanh trả về vạch đích để đồng đội tiếp tục di chuyển về đích. Đội nào hoàn thành di chuyển nhanh nhất số chanh sẽ thắng cuộc và vào vòng kế tiếp. Lần này các đội nhìn thi đấu rất là chắc chắn.
chưa? Rất là khẩn trương. Đề nghị nghe khẩn trương lên, khẩn trương hơn nữa. Nhưng mà phải thể hiện sự khéo léo. À, để coi là kết quả chân rồi, ta sẽ hiện được rồi. Các em chuẩn bị cho đội người thứ 10 nhé, anh nhìn đụng với người đội tiếp theo nha. Có thể hành động của đội đội tiếp theo, đội đội kế bên. Các thành viên giữ vững vị trí không tự ý dừng lại nha. Đề phòng chúng ta hết còn làm lại được. Ô số 3 đã hoàn thành quả thứ nhất. Ô số 4 cũng đã thực hiện hoàn thành câu thứ nhất. Ô số 3 có hoàn thành không? Rồi, ô số 3 đã hoàn thành 2 quả chanh. Ngoài các đội chúng thi đấu bình thường, còn một đội nữa. Các em lớn là đi gặp cho trường đụng đội cái bên nha. Các em không có dồn hàng lại giữ vững vị trí cho thầy. Thầy nhắc lại cái bạn số 10, nếu bạn mình làm rớt xuống đất, bạn nhanh tay lượt trả về vị trí xuất phát nha. Bạn số 10 đâu? Số 10 đâu? Số 10 của lớp 10 A1 đâu? Các em lưới là không được dùng tay nha. Các bạn số 10 này dịch cái thầy cho phép bạn số 10 dịch cái dĩa luôn. Vào ban giám khảo đằng kia thấy lớp nào mà thấy cái nó bị mất thì cho trò chơi kết thúc. Mỗi đợt thi đấu các em sẽ chọn ra một đội về nhất. Lớp 12-1 thì bạn số 10 là bạn nào vậy? Bởi sao bạn đi nhanh đến dưới đất thì chẳng có lực gì lại như vậy? Ô số 3 đã góp một quả chân cửa, đã bị số 3 liên thất bại.
đã hoàn thành một trái và chuẩn bị trái thứ hai. Có hoàn thành được hay không? Cố lên. Ô số 1 bình tĩnh. Theo quan sát thì ô số 3 và ô số 4 trên tài rất là gay cấn. Đội nào hoàn thành trước đây? Ô số 3 và ô số 4. Hiện nay ở ô số 2 cũng đã rất là tố gắng. Thứ 5, trò nặng linh vật mèo xuân 2023. Mỗi lớp cử một đội thi gồm 4 học sinh. Đội tham gia tranh tài trong thời gian 90 phút để hoàn thành sản phẩm theo chủ đề, tiêu chí, phù hợp chủ đề, tính thẩm mỹ, nghệ thuật, sinh động, nguyên liệu thân thiện môi trường. Chuẩn bị, lớp tự chuẩn bị đất nặng hoặc đất tự nhiên, một tấm bìa cứng, màu, bút, vật dụng trang trí khác để tham gia phần thi. Nè nè, dơ cao lên coi. Mười A ba. Mười A tư hả? A tư là máy đỉnh không? Máy đỉnh. Là mấy đây? A năm không? Dạ dạ. Rồi A năm. A năm mười điểm hả? Quay đây coi, quay đây coi. Quay thầy quay coi. Cho có dạy tụi mày nha. Quay đây. Mày là 12A 10 hả? Dạ. Biết nữa chưa rồi mà, chưa hoàn chỉnh mà. Chắc đạt giải nhất. Nhất dưới dưới nhất lên á. Trời. Con bên đây nè thầy. Nó nói hai con luôn hả? À. Con này đỡ nè nghe, con này đỡ nè, con đó không được đó. Ừ. Rồi trang trí đi, mấy giờ hết giờ? 9 giờ mấy? 9 giờ 15 đó, coi hết giờ chưa? 9, 8 giờ 50. Rồi nè, nhanh thủ nha, nhanh thủ. Quá trời luôn, quá nhiều vậy. Dạ. Đẹp quá đó. Biết rồi, giống khảo nhưng mà không biết sao nữa này. Đưa cái kỳ. Không nữa. Không mới rồi. Mười hai tư là thắng vô. Mười hai tư. Mười hai tư.
12-2 phải không? Coi thời gian hết giờ nha, coi nhìn thời gian nha. 9:15 á. Bè lớp nào đây? 1, 2, 5. Nhìn màu mè quá là thấy bắt mắt rồi. Đây là lớp 11-26 mà. Lớp 12-8. Rồi, trên hàng dứt. Này lớp nào? Lớp 11A9 và 10A6. Coi chừng thời gian hết giờ nha. Coi thời gian. 9:15. 12A8 đâu? Kết quả cuối cùng của hội Xuân Quý Mão năm 2023 trường Trung học Phổ thông Vị Thanh như sau. Đối với trò chơi chuyển tranh, hạng nhất là lớp 12A2, hạng nhì là lớp 11A4, hạng ba là lớp 11A6, khuyến khích là lớp 11A3. Đối với trò chơi di chuyển trên thảo cầm kỳ, hạng nhất là lớp 11A6, hạng nhì là lớp 11A4, hạng ba là lớp 12A4. Đối với trò chơi nhảy bao bố, hạng nhất là lớp 10A4, hạng nhì là 11A4, hạng ba là lớp 12A8 và lớp 12A9 đạt giải khuyến khích. Đối với trò chơi kéo co, hạng nhất là lớp 11A9, hạng nhì là lớp 10A6, hạng ba là lớp 12A11, khuyến khích là lớp 12A8. Còn trò chơi nặng linh vật mèo sẽ thông báo kết quả sau. Vấn đề mình chia sẻ trong video này đến đây là hết rồi. Nếu thấy video này thú vị, xin các bạn vui lòng nhấn thích, đăng ký kênh và nếu có ý kiến thắc mắc, mời các bạn để lại bình luận bên dưới video này và chia sẻ cho nhiều người cùng xem. Thân ái chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.